Hoa Lan Quang Minh xin kính chào các cô chú anh chị. Thì uh, hôm nay ở uh, clip bán hàng này, Hoa Lan Quang Minh xin giới thiệu đến các cô chú anh chị mình một cái mặt hoa, à, một cái mặt hoa à, rất là đẹp nha các cô chú anh chị. À, đây là cái mặt hoa là Thủy Tiên, Thủy Tiên trắng, hay còn gọi một cái tên khác nữa là Kiều trắng, à, Kiều trắng. Do mà do do, do trời sập trắng không 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 có nắng nên là dẫn nó hơi tối xíu nha các cô chú anh chị. Đây đây là một cái mặt hoa thủy tiên trắng, đây đây là một cái tác phẩm một cái tác phẩm à, kiều trắng à, cực kỳ đẹp nha các cô chú anh chị. thì, à, thì à, nói chung cái hàng này em còn rất là nhiều nhưng mà à, hôm nay em chỉ giới thiệu đến các cô chú anh chị mình ở cái đoạn clip này là em chỉ giới thiệu đúng 6 giò thôi đúng 6 giò à, 6 giò mã số 1 à, mã số 1 mã số 1 nè 1 2 nè 3 nè à, 4 là 5 nè à, tổng cộng có 5 thân nha mã số 1 350k tổng cộng có 5 thân nè à, 5 thân này là chuẩn bị lên mầm con nè. để em coi coi nè như đây là đang lên một mầm gốc rồi nè ừ cái này là không có kích nha các cô chú anh chị à, chưa có kích luôn em đang để cho 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 mấy em lên tự nhiên luôn cái dòng kèo này nó không chịu đi phân nha các cô chú anh chị mà cô chú anh chị nào mình có đi phân thì mình cũng đi phân là thật là mềm mại thôi nhẹ nhàng thôi cái này nó chịu bỏ gốc à, nó, nó nó không chịu đi phân đâu phân là nó sẽ bị cháy lá à, dòng này nó em em nghiên cứu một thời gian là em thấy nó có cái hẹn độc độc rồi đó À, nó dễ chịu cho đó tức là chỉ là phân gốc yêu cầu phân gốc thôi còn cái xịt phân là à, em nghĩ là nó không cần nhiều nên là các cô chú anh chị mình cũng à, à, để ý cái vấn đề này nhiều khi mình xịt phân á mình xịt phân mấy cái dòng kia cái mình xịt nó luôn thì nó dễ bị cháy lá nha các cô chú anh chị rồi tiếp tục đây là cái mã số 2 nè 350 k luôn mã số 2 thì bây giờ mã số hai này anh đó giờ mình là thấy là chú cô chú anh chị thấy ba cây con đang lên ba cây con là chuẩn bị trưởng thành hai cái mầm lớn rồi cái mầm bên đây là đang chuẩn bị lên một cái mầm gốc nữa ừ. đây đẹp lắm nha các cô chú anh chị à, mã số 2 rồi tiếp tục đây là mã số 3 nè mã số 3 này cũng 350k đó, quay cái dàn góc trước thì đây cũng có năm thần các cô chú anh chị sáu thân luôn nè luôn cái thân mà em đang dịnh nó là sáu thân luôn nè hai ba năm sáu nói chung cái này phát triển nhanh lắm các cô chú anh chị nói chung những cái giò này cái cô chú anh chị mình mua đầu tư từ bây giờ về thay chậu cái cái chậu to thì cuối năm sẽ có một cái tác phẩm kiều trắng để mình chơi tết luôn các cô chú anh chị tại vì cái kiều trắng này nó sẽ nở vào mùa xuân à, mùa xuân tiếp theo mã số 4 cũng là 350k mã số 4 350k đây 1 2 3 4 luôn có thằng già nữa là 5 Đó. À. cái này là chuẩn bị lên cái con nữa là các cô chú anh chị cây con này nó dễ lên lắm nó nhanh lên lắm các cô chú anh chị nhanh lên lắm nha à, mã số 4 rồi còn hai mã số cuối nè mã số 5 và mã số 6 mã số 5 mã số 5 nè 1 2 3 À, có bốn thân mầm gốc là nguyên dạng nguyên zin à, chuẩn bị lên mầm gốc luôn mấy cái này là nó lẹ lên lắm các cô chú anh chị ơi à, mướt mướt luôn các cô chú anh chị rồi mã số cuối cùng mã 6 nè 300 k một à, hai ba bốn bốn thân nè à, nguyên zin nha các cô chú anh chị nguyên zin hàng này em trồng lại em trồng thuần lại rồi đó, nên là các cô chú anh chị mình cứ yên tâm nè cho cô chú anh chị mình xem cái dàn rễ nè rễ là phê lắm quá phê luôn Đó, nè bên đây chậu nào cũng vậy rễ là có ok hết dạ như vậy thì vừa rồi em đã giới thiệu đến các cô chú anh chị mình là sáu cái mã số của kiều trắng à, thì cô chú anh chị nào mình sưu tầm thì mình liên hệ với em ha số điện thoại là 0908 846 804 địa chỉ cửa hàng ở phường 7 thành phố Tân An Long An À, xin cảm ơn các cô chú anh chị